តោះយើងចាប់ដើមគូរូបនៅក្នុង Illustrator បន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀន11 10អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងនឹងចេះនៅការគូអូខេអញ្ចឹងយើងបើករូបភាពហ្នឹងមកហើយធ្វើការចាក់ lock layer ហើយយកកាត់ layer មួយទៀតសម្រាប់គូអូខេអញ្ចឹងយើងគូរូប dinosaur មួយហើយយើងគូ dinosaur មួយណាចេះអូខេហើយយើងគូ dinosaur មួយនេះចោលអូខេខ្ជូតទេតោះអញ្ចឹងទី1នេះឲ្យប្រើ pen tool ណាប្រើ pen tool ក្នុងការគូជាសោះ P មកនេះកន្លែង pen tool ឲ្យធ្វើការគូចុចចន្លែងណាមួយក៏បានក្នុងគីតាតាមរបស់ហ្នឹងណាខ្ញុំคลิกឡើងនេះមួយហើយខ្ញុំคลิกមកដល់នេះមួយវាអត់សំខាន់ទេក្នុងការគូងអីណាអូនេះខ្ញុំទាញអញ្ចឹងមកនេះអូខេហើយខ្ញុំคลิกអាคลิกមួយហើយខ្ញុំប្រើ stroke នេះខ្ញុំប្រើទូអង្គិចណាវាចូលទៅ window ហើយខ្ញុំគេឲ្យ strokeចាំបន្ថយ strong 0.3 ហ្នឹងបានហើយដកអសន្ទោសដក fill ចេញអូខេហើយចុចខាងនេះមួយទៀតអសន្ទោសអញ្ចឹង point បន្តចុចខាងនេះអូខេនេះអូខេហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកអូខេនេះអូខេដល់ខាងនេះឥឡូវនេះយើងធ្វើមូកតុយវាមូកតុយវានេះយើងធ្វើនេះតិចមកបានណាគេឡើងមកនេះវិញអូខេហើយធ្វើនេះតិចអាคลิกផ្ដាច់ point ហើយយើងធ្វើនេះកោងតិចមកចុចคลิกនេះមួយអាคลิกហើយទាញចំណុចធ្វើនេះមួយមកខំតិចណាទាញតិចតិចបានយ៉ាងនេះហើយយើងឡើងមកនេះមកអូខេឡើងមកត្រង់នេះរៀងកោងស្អាតស្អាតឡើងនេះណាអញ្ចឹងអាចសរេនេះតិចមកតិចអាលទាញនេះអូខេហើយចុចចំតចំណុចមកคลิกហើយតចំណុចចេញនេះមកតិចអាលคลิกហើយតចំណុចនេះអូខេតែវា smooth ណាអ្នកនរនេះនេះចុចវាជុំវិញចឹងមកអូខេនេះយើងធ្វើម៉ាសិនមកព្រោះនេះ Victor ការគុំ Victor ចូលមកកង់មកកង់មកកង់ចូលគ្នាអញ្ចឹងអត់អីទេអាក្រូបអញ្ចឹងណាអូខេអូខេអូខេអានេះយើងគុំធម្មនេះមកណាហើយយើងបញ្ចូលចូលធម្មនេះណាអូខេហើយវាជាប់គ្នាអាចជាប់គ្នាបែបនេះហើយនេះឲ្យហាយវាចោលណានរនេះគូឲ្យហាយ control 3ចោលទៅហើយយើងគូជើងមួយនេះមិនធម្មនេះផ្លេក1ធម្មនេះមកហើយយើងគូជើងវានេះអូខេឡើងទៅលើវិញណាហើយបាត់1ហើយយើងហាយវា1អត់រលី3ណាហើយคลิกមួយទៀតនេះផ្អាញ់យ៉ាងមកនេះមកហើយយើងធ្វើចេះអូខេចុចវាជាប់មកហើយយើងហាយមួយទៀតអូខេអានេះដូចគ្នាដែរជើងនេះដូចគ្នាคลิกមួយមកនេះរលី3មួយទៀតអានេះវិញផ្គុំចូលនេះក៏បានដែរតាមហ្នឹងមកបានអូខេហើយ control 3ហើយចំពោះកញ្ចក់ជើងយើងអាចធ្វើមូមូជិះមកនេះមូមូជិះអូខេនេះអញ្ចឹងអូខេហើយកន្លែងលឿងលឿងនេះគឺយើងប្រើ pen tool ដូចគ្នាមកក៏បានដែរណាខ្ញុំធ្វើលឿនឲ្យគូស្អាតទៅអូខេនេះគុំចឹងមកអូ
nấy đây kia dùng cùng trong máu của à lại nè nó cao không chị nhưng mà tiền trích các bạn ok bán à chúng tôi lại cho point kia nè thôi thì máu ăn đủ để cho point ok này dùng tiền chế cho point ok cái kia đó nên tiền trong máu nè cao nữa cho point ok cái này á shop point cái này đã shop point ok chẳng trọng này cứ cứ chiên trà ông vía dùng đặt chèn má ok nếp cái này á giá cần tốt đã chọn cái này trà ấm click map đại hay cho point cho này, ok bạn này. Hãy nghe những cú mù mà này cú mù chẳng má. Hãy ăn control R thì mù được cái này nó. Ok hãy chập control C control F hãy rôm này về mù thằng này. Ok hãy control C control V anh không tốt nè chạp về vỏ xó để cài vỏ xó ok để chạp nè nắng muối phí chạp anh nè rồi về tôi tìm máu ok anh thấy nếu cứ đạt hợp với cứ dừng về phí nè ok chẳng nơi tình nồng mà kia này tình nồng này cứ chẳng chạy máu nó thế phèn chúa ông ca cú chẳng máu những tên trẻ nắng được sai bên stroke cho nhóm khu chạy tạm đoàn đó muối cùng hiệu chân máu thế phí vậy anh dùng ai bật video của bạn đấy hai video đấy rồi còn lọc control P mà chạy bật to đi ok chạy về chạy máu ai dương từ to thì lần đi thế cùng nghĩa ai dân chạm sao thì tới control lịch phí hay dân bảo viện này thế họ họ tiết ni mới tiết thằng này máu thằng này hay dân mù thằng này máu thế thằng này ok xong lần tính nó hay thôi ở đây kia hay làm cùng làm vậy to ở đó chúng ta bài hai nào với nhé chúng control a lịch pi mà ở máu hay control a lịch pi thế nè chạy một bên ở hay chẳng dương ai miền po chạy nấy cứ chụp po được bỏ luôn được bỏ nấy ai miền stroke với nè line với cứ dương đặt stroke với po green đấy mình thấy bài toàn tràn tịt màu thế ai tầm hôm biết cứ son chụp quay máu thế cứ son chụp cầm son chụp bay máu bỏ stroke son chụp cầm ok, này cái stroke nó pò nè. Tao một tiết dương chạm một tiết cứ như chạm pò này. Hai dương đặt stroke với được cái này á. Thay pò cái màu tí. Ok. Hai đặt son chạy bay ấy bạn. Chạy cầm này á. Son chạy cầm được cái này. Tao lấy thôi cả chạm pò tí mũi. Sẽ lấy về máu hay chạm pò này. Thế. Bạn này hai ní pò sò, dương chạm pò sò máu. Đó, stroke
đọc stroke sân hay đọc phiêu bỏ sò thế anh ấy cứ bỏ khám áo này bỏ khám áo thì đã bỏ khám áo tập này cứ bỏ sò phiêu bỏ sò nóng đi bỏ phiêu bỏ sò thế được cái này phiêu bỏ sò anh trai ông bỏ khám áo thì đã bỏ khám áo sọt máu phiêu bỏ khám áo đấy anh ấy cứ bỏ lương lại tặng on đi lại tặng on ông máu bỏ lương này bỏ lương hay dùng lại bỏ lương xà chứ các bạn đó ok bỏ lương thì xà thì máu hay đã trâu đi đỏ tránh ok ở trên này cứ đỏ à phô như cháo đền liệt cháo nhá những chơi tài anh ấy cứ vô anh ấy control click bạn này để được kia đấy control click cho môi ở sau ai ai click nhé anh ấy dựng đỏ tránh dựng đỏ tránh cho mớ lúc thiệt về trái thế chắc anh ấy rồi nhờ anh ấy từ khăn cào ấy nhá rồi từ khăn cào ấy tự chỉnh màu ok anh ấy chạm qua đấy ai click rồi chúng ta cần import anh ấy cứ bỏ sò ok chọn trường viết bỏ sò đọc phiếu bỏ sò hay mới stroke men bỏ ấy ok stroke bỏ bài tòng chẳng stroke bỏ bài tòng chả này click chân máu click chân phần máu nữa ai chăm dương đầu phiền nít tập bỏ sò sầu chiêm thế ai chuẩn bị mấy tia cứ mọn nít cứ bỏ cà chua đầu là bỏ cà chua đấy hay đọt stroke chính ok ai chuẩn bị nít cứ dương chạy về chọn má nít xịt on nít sau ai click bỏ ok rồi nhập hàng rồi port làm mới đi ok rồi nhập hàng rồi port ok bạn này nè thì hạt nấm điện bật hàng rồi sao thế nhỉ chạy màu là mọt thì ok là mọt in tịch chẳng dương chạy sau ai a phí dương cu mọt về thế sau ai click rồi mình được control này em muốn đi rồi mình được control mang bình tĩnh thế hay là thoi bò thì thế ok hay vì nó miền tĩnh nó kẹp bò nó muộn miền tĩnh chứ sau phí phí click thằng đấy ok hay bài của vậy mà đang chọn bỏ anh ấy chỉ muốn chạm về phần nền phần gì định trả đỏ về tránh nhá đỏ trên thằng này tiếp ok hay dạ giả sợ ai thằng này sợ ấy thì anh với thằng này cho thằng này nữa anh ấy click cái này ok anh ấy dùng một thoi về tới bò nắng đấy đại dùng thoi bắt thì tới nữa anh bắt thì với thoi thì rồi lại bò cái mai thì nó stroke chính á đặt phiêu với nó stroke chính với mang lưới bắt thì lại có buồn thế hai em thì thay bò cái mai nữa rồi đi lại nó lại thay bò cái mai về ai có thoi bắt thì về thế cho những bật bật ấy tiền đấy mà là layer hàng tỷ pì vĩnh vĩnh cho những bật layer nè cho những sợi dây má sợi hai tiền về trên một cái này tiêu mỡ sợi điện kia
nè như ca cù vật tờ ở đây nó mới tiện lại nè. Ok, cho những bật bây giờ dẫn chúng ta ca cù ở nằm làm với cù hàng lờ đằng đoàn á đấy. Đó, phía là cháu. À, click thì đang nắng nóng, cạn cái thằng này hay chạm bò với chọn bò hay đỏ stroke chân. Còn một tiết dương rồi mình cho càng cao ông vấn này. Ai dương pra stroke với bò bài tòng chả ná. Anh ấy dương tiền thêm chạm bò stroke, anh ấy dương chọn bò dân ná. Chạm bò stroke dân này. Anh chạm bò với á. Ok, kể đó bò stroke cháu. Sẽ lại chạm bò này, bò này bò về ba người mà mình chạm bò về này. Cho nên bây trong ban line nó sử dụng copy với ai phát lơ Ctrl F rồi mình lơ port ai đọc stroke chảy, ai đọc field chảy ngay dân trẻ anh cái tỉnh máu thầy chơi ní lăng mà lỡ chơi ní lăng mà lỡ đây ok nế nó sẽ xa rồi nó sẽ xa tới nó sẽ xa tới hư xa rồi thế hãy dân bật bị cháu mà nè. Ở đây chúng tìm chân từ lại một tiệm. Do V, sở lợi đánh O. Tìm chân. Ồ, bật trường ní. Trường ní, quá xo. Rồi mình sẽ cao hình tích với. Ok. Ờ, Ctrl Y mất. Ctrl Y sẽ lại bay nè. Trường nữa, sẽ chọn trường nữa. Anh Ctrl Shift bật. Nghiệp bật thằng O. Ctrl Y với mất. Cứ mình là lời. Kế rồi mình là lời mình được. Chẳng bị chênh bạn này. Ok. Sẽ đi ăn rồi gật đối sẽ ngon đi ăn cả cù hay nên làm như tiếp tiếp đấy. Chắc là nắng tiếp tiếp cứ rùa tế đi. Cứ dân phơ tự kia là ngon đi. Chờ tầm mùi dân tới. Chờ chân là hồn máu. À, click à, click click à, click 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 đổi ấn đổi hàm nhé tìm cho Chrome tích các bạn này đấy chăm tha về thử một nhiều rồi nhé để thử nhé ok dùng thoi tích máu đã phải sập thì chăm tha sập ok opacity thoi đi lúc cháu ok nó no. Cho nên dùng toàn bên này đi. Hãy nhấn click này máu tiếp bên này. Ok, hãy lấy cái thoi opacity đồng bay và hai nơi tình lộn lặng vậy nhé. Opacity nhỉ. Học sắp ấy của bạn này. Sẽ áp ấy, đặt sai sắp ấy. Ok, mổ, bàn. Ơ, anh chào mọi tiết. Sai này, phụ dùng mấy nhân lược, anh hôn lại mà lược thuật. Ok,
រួចរាល់ប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងការគូររូបភាពនៅក្នុង Illustrator ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូម click like និង click subscribe ដើម្បីបានវីដេអូបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការ design និងការចែករំលែកថ្មីៗបងប្អូនកុំព្យូទ័រអរគុណជម្រាបលា